Cô xin chào các em. Thế là một học kỳ đã sắp kết thúc và để chuẩn bị cho một học kỳ mới bắt đầu, thì hôm nay cô và các em sẽ ôn lại kiến thức trong học kỳ 1 này để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ôn lại chương đầu tiên trong học kỳ 1, đó chính là chương nhà ở. Trong chương 1, chúng ta đã học và đi tìm hiểu trọng tâm của ba bài như sau: bài 1, nhà ở đối với con người; bài 2, sử dụng năng lượng trong gia đình; bài 3, ngôi nhà thông minh. Đầu tiên, chúng ta sẽ ôn lại kiến thức trọng tâm trong bài số 1, nhà ở đối với con người. Trong bài số 1 có 3 nội dung chính mà các em cần lưu ý. Nội dung đầu tiên đó chính là vai trò của nhà ở. Trong phần vai trò này có hai nội dung chính mà các em cần nhớ. Nội dung thứ nhất, nhà ở bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên. Nội dung thứ hai, nhà ở đáp ứng nhu cầu về mặt vật chất và tinh thần cho con người. Qua nội dung thứ hai, trong phần nhà ở mà các em cần lưu ý đó chính là đặc điểm chung của ngôi nhà. Trong phần đặc điểm chung này cũng có hai ý chính mà các em cần nhớ. Ý đầu tiên là cấu tạo của ngôi nhà sẽ gồm 3 phần chính. Phần đầu tiên sẽ là phần móng nhà. Phần móng nhà nằm sâu dưới mặt đất, có nhiệm vụ chống đỡ các bộ phận bên trên của ngôi nhà. Phần thứ hai là phần thân nhà, gồm các bộ phận nằm trên mặt đất, tạo nên kiến trúc của ngôi nhà như cột nhà, tường nhà, sàn nhà, dầm nhà, vân vân. Phần cuối cùng là phần mái nhà, là phần trên cùng của ngôi nhà, che phủ và bảo vệ các bộ phận bên dưới của ngôi nhà. Nội dung ý thứ hai trong phần đặc điểm của ngôi nhà các em cần nhớ đó chính là các khu vực chính trong ngôi nhà sẽ gồm 5 khu vực chính như sau. Khu vực đầu tiên sẽ là khu vực sinh hoạt chung. Trong khu vực sinh hoạt chung sẽ bao gồm như là nơi tiếp khách, nơi sinh hoạt của gia đình, nơi giải trí của gia đình. Đến với khu vực thứ hai đó chính là khu vực ngủ. Trong khu vực ngủ sẽ gồm các nơi như là nơi nghỉ ngơi, nơi học tập, nơi làm việc. Khu vực thứ ba trong ngôi nhà đó là khu vực ăn uống. Trong khu vực ăn uống sẽ có nơi ăn uống và nơi nấu ăn. Đến với khu vực thứ tư trong ngôi nhà đó chính là khu vực vệ sinh. Trong khu vực vệ sinh sẽ bao gồm những nơi như nơi vệ sinh, nơi tắm giặt, nơi phơi đồ. Đến với khu vực cuối cùng trong ngôi nhà đó chính là khu vực thờ cúng. Trong khu vực thờ cúng, chúng ta sẽ dùng thờ cúng tổ tiên, ông bà hay tôn giáo của gia đình mình. Nội dung cuối cùng trong bài số 1 mà các em cần lưu ý đó chính là một số kiểu kiến trúc đặc trưng của nhà ở Việt Nam. Các em lưu ý, trong kiểu kiến trúc đặc trưng của ngôi nhà ở Việt Nam thì chúng ta có 3 khu vực như sau. Đối với vùng nông thôn là các em sẽ có các kiểu nhà như nhà ba gian, nhà mái ngói, nhà mái bằng. Còn đối với những khu vực thành thị, các em sẽ có các kiểu nhà như nhà liên kề, hay còn gọi tên gọi khác là nhà liền kề, nhà chung cư, nhà biệt thự, vân vân. Còn đối với một số khu vực khác như những khu vực vùng núi cao hoặc những khu vực gần sông, gần hồ thì các em sẽ có các kiểu nhà như nhà sàn, nhà nổi, nhà bè, nhà thuyền, vân vân. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào ôn lại nội dung kiến thức trong bài số 2, sử dụng năng lượng trong gia đình. Trong bài số 2 này, các em cần lưu ý nội dung các nguồn năng lượng thường sử dụng. Trong các nguồn năng lượng này, chúng ta sẽ có 3 nguồn năng lượng các em hay bắt gặp nhất. Năng lượng đầu tiên đó chính là năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Năng lượng thứ hai là năng lượng chất đốt.
Trong năng lượng chất đốt, các em hay bắt gặp nhất trong đời sống đó chính là các đồ dùng như sử dụng bếp ga, bếp cồn, bếp than, vân vân. Tiếp theo đây chính là năng lượng điện mà hiện tại trong thành thị chúng ta hay sử dụng phổ biến nhất, gồm các dụng cụ đồ vật như sau: tivi, tủ lạnh, máy giặt, vân vân. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào nội dung trọng tâm trong bài số 2 tiếp theo, đó chính là cách tiết kiệm năng lượng. Đối với năng lượng chất đốt thì chúng ta sẽ có 3 cách tiết kiệm cơ bản và dễ làm như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tắt tất cả các thiết bị ngay sau khi mà chúng ta đã sử dụng xong để tránh tình trạng hao hụt nguyên liệu, nhiên liệu của chúng ta. Thứ hai là chúng ta sẽ điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu sao cho phù hợp. Thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng các loại đồ dùng và thiết bị có tính năng tiết kiệm năng lượng. Còn đối với năng lượng điện thì chúng ta cũng có 3 cách làm tương tự như sau. Đầu tiên là chúng ta không mở đèn khi không cần sử dụng. Đối với buổi sáng thì các em có thể tận dụng ánh sáng mặt trời thay cho ánh sáng của đèn điện. Yếu tố thứ hai, chúng ta không mở tủ lạnh khi không sử dụng. Hoặc các em nên hạn chế số lần mở tủ lạnh, và khi chúng ta mở thì không mở cửa tủ lạnh quá lâu. Cuối cùng thì chúng ta sẽ tắt tivi nếu chúng ta không sử dụng, và chúng ta không nên làm những việc riêng khi đang xem tivi để tránh tình trạng lãng phí điện. Cuối cùng chúng ta sẽ đi ôm lại kiến thức trọng tâm trong bài số 3, ngôi nhà thông minh. Trong bài số 3 này chúng ta sẽ có 2 nội dung cần lưu ý. Nội dung đầu tiên đó chính là khái niệm về ngôi nhà thông minh. Các em nên nhớ, ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động để các thiết bị, đồ dùng trong nhà có thể tự hoạt động theo ý muốn của chủ nhà, hay nói cách khác là chủ sở hữu các thiết bị đó. Nội dung thứ hai các em cần lưu ý, đó chính là các đặc điểm của một ngôi nhà thông minh. Trong phần đặc điểm này sẽ có 3 đặc điểm chính mà các em cần nhớ. Đặc điểm đầu tiên đó chính là tính tiện ích của ngôi nhà. Hay nói cách khác, tính tiện ích là có hệ thống điều khiển các đồ dùng điện của ngôi nhà tự động hoạt động theo chương trình đã cài đặt sẵn, thì chúng ta sẽ gọi là tiện ích. Tiếp theo, đặc điểm thứ hai đó chính là an toàn an ninh của ngôi nhà. Hay nói cách khác là có thể giám sát ngôi nhà và điều khiển các đồ dùng điện trong nhà từ xa bằng các phần mềm cài đặt trên điện thoại hoặc trên các máy tính bảng hoặc trên các máy tính xách tay, thì chúng ta sẽ gọi đó chính là tính an toàn an ninh của ngôi nhà. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào đặc điểm cuối cùng, đó chính là tính tiết kiệm năng lượng. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ tận dụng tối đa năng lượng từ gió tự nhiên và từ ánh sáng của mặt trời thay cho các đồ dùng điện như bóng đèn, quạt máy hoặc máy lạnh. Sau khi mà các em đã ôm lại những kiến thức trọng tâm trong chương 1 nhà ở, thì sau đây cô và các em sẽ đi ôm lại những kiến thức trọng tâm trong chương 2, bảo quản và chế biến thực phẩm. Trong chương 2, chúng ta sẽ có nội dung của 2 bài mà các em cần lưu ý. Bài đầu tiên đó chính là bài số 4, thực phẩm và dinh dưỡng. Bài thứ 2 là bài bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình. Trước khi đi ôm lại kiến thức trong chương 2 thì cô có câu hỏi nhỏ dành cho các em. Nội dung của câu hỏi như sau. Các em hãy quan sát tranh hình A và hình B và nêu cho cô tên bài tương ứng đã học trong chương 2 như cô vừa nêu trên. Như các em có thể thấy, hình A sẽ tương ứng với bài số 4 là bài thực phẩm và dinh dưỡng. Còn hình B sẽ tương ứng với bài số 5
bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình. Qua đó các em có thể thấy được trong nội dung của bài số 4 thực phẩm và dinh dưỡng thì các em cần lưu ý trọng tâm thứ nhất đó chính là giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm. Trong phần giá trị dinh dưỡng này thì các em đã được học và đã được tìm hiểu thì các thực phẩm sẽ được chia ra làm 4 nhóm chính. Nhóm đầu tiên đó chính là nhóm chất đạm. Trong nhóm chất đạm thì sẽ có các nguồn gốc cung cấp từ động vật và từ thực vật. Và sẽ có các thực phẩm như sau, gồm các loại thịt từ thịt heo, thịt gà, thịt cá, thịt bò, thịt dê, v.v. hoặc từ các loại trứng như trứng gà, trứng vịt, trứng cút, v.v. hoặc cũng từ các loại sữa như sữa bò, sữa dê, sữa đậu nành, sữa đậu xanh, hoặc từ các loại hạt như đậu xanh, đậu đen, đậu trắng, đậu đỏ, v.v. Tương tự đó, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu. Nhắc lại, nhóm thứ hai đó chính là nhóm giàu chất đường bột. Trong nhóm giàu chất đường bột cũng sẽ có hai nguồn cung cấp chính. Nguồn cung cấp đầu tiên đó chính là từ tinh bột. Nguồn cung cấp thứ hai đó chính là từ đường. Thì chúng ta sẽ có các thực phẩm như sau. Thực phẩm đầu tiên đó chính là gạo. Tiếp theo sẽ là các loại bột như bột mì, bột bắp, hoặc từ các loại củ như khoai lang, khoai mỡ, khoai tây, v.v. hoặc bắp hoặc các loại ngũ cốc. Tiếp theo từ những thực phẩm làm từ đường như mía, kẹo, bánh, v.v. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào nhóm thực phẩm thứ ba, đó chính là nhóm giàu chất béo. Trong nhóm giàu chất béo, chúng ta cũng sẽ có hai nguồn cung cấp từ động vật và từ thực vật. Như các loại thực phẩm như sau, chúng ta sẽ gồm các loại bơ hoặc các loại mỡ từ các động vật như mỡ heo, mỡ bò, mỡ dê, mỡ nai, mỡ cá, hoặc từ dưa, từ mè, v.v. Chúng ta sẽ đi vào nhóm cuối cùng, đó chính là nhóm giàu chất khoáng và vitamin. Trong phần nhóm giàu chất khoáng và vitamin thì chúng ta sẽ bao gồm các loại thực phẩm như các loại trái cây nói chung như trái xoài, trái cam, trái bơ, trái nho, trái táo hoặc từ các loại rau củ quả như rau xanh, củ cà rốt, củ cải trắng, v.v. Nội dung trọng tâm thứ hai trong bài số 4 mà các em cần lưu ý đó chính là nội dung về nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Trong phần nhu cầu dinh dưỡng này thì các em cần lưu ý 3 nội dung chính như sau. Nội dung đầu tiên là các nhóm thực phẩm sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động và giúp cơ thể phát triển và tăng cường sức đề kháng, chống lại tất cả các bệnh tật. Nội dung thứ hai là khi chúng ta ăn quá nhiều chất dinh dưỡng thuộc cùng một nhóm sẽ dẫn đến tình trạng thừa chất dinh dưỡng. Thì đối với khi mà chúng ta thừa chất dinh dưỡng sẽ dẫn đến một số bệnh như cơ thể của chúng ta sẽ bị béo phì hoặc chúng ta sẽ dễ mắc một số bệnh như thận hư, huyết áp và bệnh tim mạch, v.v. Tiếp theo, còn khi mà chúng ta ăn quá ít một nhóm thực phẩm, một nhóm chất dinh dưỡng nào đó, thì cơ thể của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, như là chúng ta sẽ bị thiếu năng lượng, dễ bị suy dinh dưỡng, đề kháng yếu, trí tuệ chúng ta sẽ kém phát triển, hay nói cách khác, thể chất của chúng ta sẽ phát triển không đồng đều và sẽ thua kém các bạn cùng trang lứa. Cuối cùng trong bài số 4 thực phẩm và dinh dưỡng, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu trọng tâm. Cuối cùng đó chính là về chế độ ăn uống khoa học. Trong phần chế độ ăn uống khoa học này, các em sẽ lưu ý cho cô 3 nội dung cơ bản như sau. Nội dung đầu tiên là bữa ăn dinh dưỡng hợp lý. Như thế nào mới là bữa ăn dinh dưỡng hợp lý thì các em cần lưu ý 2 nội dung. Nội dung thứ nhất là phải cung cấp đủ 4 nhóm thực phẩm.
gồm các nhóm như nhóm giàu chất đạm, nhóm giàu chất béo, nhóm giàu chất đường bột và nhóm giàu vitamin và chất khoáng. Khi mà chúng ta đã cung cấp đầy đủ 4 nhóm thực phẩm, thì tỷ lệ giữa các món ăn giữa các nhóm thực phẩm phải thích hợp. Không nhóm thực phẩm nào quá nhiều, cũng không nhóm thực phẩm nào quá ít. Vì khi các em cân bằng không hợp lý, thì sẽ lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể của chúng ta dễ bị suy dinh dưỡng, hoặc ngược lại chúng ta dễ bị béo phì nếu chúng ta ăn quá nhiều, ăn dư thừa các chất dinh dưỡng như chất đạm, chất đường bột và chất béo. Ngoài về yếu tố bữa ăn dinh dưỡng phải hợp lý ra, thì chúng ta cần phải lưu ý nội dung thứ hai trong chế độ ăn uống khoa học, đó chính là ăn đúng giờ. Các em phải chia khung thời gian sao cho hợp lý nhất. Các em không ăn những bữa ăn quá sát giờ nhau, hoặc chúng ta cũng không ăn những giờ ăn quá xa giờ nhau. Vì các em làm như thế thì khi lúc đó bao tử của chúng ta, nếu các em ăn quá sát giờ nhau thì lúc đó bao tử của chúng ta chưa tiêu hóa kịp thức ăn của các giờ trước mà các em đã hấp thụ vào. Hoặc ngược lại, các em ăn quá cách xa giờ sẽ dẫn đến tình trạng bao tử của chúng ta dễ bị đói và dẫn đến cho cơ thể chúng ta dễ bị mệt và mất sức. Cũng tương tự đó, nếu chúng ta ăn vào những khung giờ quá trễ như các em ăn sau 7 giờ, sau 10 giờ, sau 11 giờ hoặc thậm chí các em ăn lúc 12 giờ, 1 giờ khuya, thì lúc đó cơ thể của chúng ta sẽ ít vận động và các em ăn như vậy nhiều ngày liền thì sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể chúng ta sẽ tích trữ những lớp mỡ dưới da và dẫn đến tình trạng bị béo phì nếu việc đó diễn ra lâu ngày và trong một thời gian dài. Nội dung cuối cùng các em cần lưu ý đó chính là chúng ta phải ăn đúng cách. Chúng ta sẽ nhai chậm, ăn kỹ. Chúng ta không nên ăn quá nhanh, ăn quá ngấu nghiến. Chúng ta phải ăn từ tốn và chúng ta phải chọn những thực phẩm theo đúng với yêu cầu của cơ thể của chúng ta. Như đối với độ tuổi đang phát triển thì các em nên cung cấp nhiều chất đạm để giúp cho cơ thể phát triển. Hoặc đối với những người lớn tuổi thì sẽ nên hạn chế một số loại dầu ăn có nhiều dầu mỡ hoặc nhiều lượng đường, vân vân. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nội dung cuối cùng trong chương số 2, đó chính là bài 5 bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình. Trong bài số 5 này, các em cần lưu ý về nội dung đầu tiên, đó chính là nội dung bảo quản thực phẩm. Mục đích của việc mà chúng ta phải bảo quản thực phẩm đó chính là giúp cho thực phẩm giữ được lâu hơn, tránh hư hỏng. Ngoài ra còn duy trì được đặc tính ban đầu của thực phẩm. Đây là hai ý nghĩa quan trọng mà các em cần nhớ trong việc mà chúng ta phải bảo quản thực phẩm. Chúng ta sau đây sẽ có các cách mà chúng ta có thể bảo quản được thực phẩm để được lâu nhất có thể. Cách đầu tiên sẽ là cách phơi khô thực phẩm. Ướp đá thực phẩm, ướp muối thực phẩm, hút chân không, hoặc chúng ta có thể ngâm đường, ngâm giấm, vân vân. Đây là một số cách bảo quản thực phẩm thông dụng nhất mà các em có thể làm tại chính gia đình mình, hoặc các em có thể bắt gặp từ những người xung quanh của mình khi mà họ sử dụng những phương pháp bảo quản. Trong bài số 5, bảo quản và chế biến, ngoài việc mà chúng ta quan tâm đến vấn đề bảo quản thực phẩm ra, thì các em cần quan tâm cho cô nội dung thứ hai, đó chính là chế biến thực phẩm trong gia đình. Trong phần chế biến này, các em lưu ý cho cô 3 ý chính như sau. Ý chính đầu tiên, đó chính là làm cho món ăn đa dạng và phong phú hơn. Mục đích của điều này là giúp cho chúng ta đỡ nhàm chán hơn trong quá trình ăn uống. Ngoài ra, các em có thể thay đổi được món ăn phù hợp với thời tiết khí hậu nơi mà chúng ta sinh sống. Ý thứ hai, các em cần nhớ đó chính là làm cho thực phẩm thơm ngon, dễ ăn và dễ tiêu hóa. Thì khi chúng ta làm được điều này,
thì sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình của chúng ta ăn ngon miệng hơn và sẽ phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi trong gia đình của mình. Trẻ nhỏ và người lớn tuổi đều có thể ăn được. Yếu tố thứ ba. Ý thứ ba đó chính là về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì việc mà chúng ta chế biến nấu ăn không kỹ thì sẽ dẫn tới tình trạng vi khuẩn sinh sôi và nảy nở phát triển rất là nhanh. Thì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến chúng ta khi chúng ta ăn phải những thực phẩm đó. Nhẹ thì chúng ta sẽ bị nôn mửa, tiêu chảy, nặng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Do đó, trong quá trình mà các em lựa chọn thực phẩm để các em chế biến, thì các em nên chọn những nơi có xuất xứ, nguồn gốc hoặc những nơi có cửa hàng uy tín để chúng ta có thể mua phải tránh mua phải những loại thực phẩm sử dụng quá nhiều chất bảo quản thực phẩm hoặc các chất độc hóa học hoặc các chất bảo vệ phụ gia thực phẩm. Tương tự đó thì trong quá trình mà chúng ta chế biến món ăn thì các em cũng không sử dụng những loại thực phẩm hoặc những món ăn bị nhiễm vi sinh vật và độc tố của vi sinh vật như ví dụ như các thực phẩm bị côn trùng đậu vào hoặc các loại thực phẩm rơi rớt xuống nền đất dơ. Ngoài điều đó ra, đối với những thực phẩm mà chúng ta đã chế biến rồi thì chúng ta phải bảo quản một cách đúng cách. Khi mà chúng ta để quá lâu ngày và chúng ta không bảo quản đúng cách thì sẽ dẫn đến tình trạng thực phẩm bị ôi, thiêu, hư thì chúng ta cũng không nên sử dụng những thực phẩm đó để tránh tình trạng gây ngộ độc thực phẩm. Cuối cùng thì trong quá trình mà chúng ta đi mua thực phẩm thì các em phải hạn chế mua những loại thực phẩm mọc mầm, ví dụ như khoai tây mọc mầm. Vì trong mầm khoai tây có một hàm lượng chất độc, nếu chúng ta ăn vào cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng ngộ độc cơ thể. Hoặc trong cá nóc, đối với da và nội tạng của cá nóc cũng có chất độc. Nếu chúng ta không biết quá trình sơ chế, chúng ta làm không kỹ và chúng ta nấu không kỹ thì sẽ dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm khi mà chúng ta ăn phải cá nóc. Do đó, các em lưu ý trong quá trình mà chúng ta chế biến cũng như quá trình sơ chế thực phẩm. Trong phương pháp chế biến thực phẩm trong gia đình thì các em sẽ có hai phương pháp chính mà các em cần lưu ý. Phương pháp đầu tiên đó chính là chế biến không sử dụng nhiệt. Trong phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt này, các em đã học phương pháp đầu tiên, đó chính là phương pháp trộn hỗn hợp thực phẩm. Đây là phương pháp mà chúng ta sử dụng các nguyên liệu thực phẩm với nước hỗn hợp, nước trộn tạo nên các hương vị đặc trưng của món ăn. Tiếp theo trong phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt mà chúng ta đã học đó chính là phương pháp ngâm chua thực phẩm. Ngâm chua thực phẩm là phương pháp ngâm thực phẩm với hỗn hợp nước ngâm với một thời gian để thực phẩm lên men vi sinh hoặc thấm hỗn hợp nước ngâm tạo ra món ăn có vị chua đặc trưng. Thêm lưu ý trong phương pháp này, thông thường nước ngâm sẽ là nước muối hoặc nước giấm đường. Quy trình mà chúng ta thực hiện món chế biến không sử dụng nhiệt của hai phương pháp trên đều có quy trình giống nhau. Quy trình đầu tiên đó chính là sơ chế nguyên liệu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm sạch nguyên liệu và sau đó chúng ta sẽ cắt thái thành những miếng vừa ăn. Đối với nguyên liệu động vật thì chúng ta sẽ làm chín nguyên liệu động vật trước và sau đó cắt thái thành những miếng vừa ăn. Giai đoạn tiếp theo trong phần thực hiện của quy trình chế biến không sử dụng nhiệt đó chính là chúng ta chế biến món ăn. Chúng ta sẽ pha hỗn hợp nước trộn hoặc pha hỗn hợp nước ngâm và sau đó chúng ta sẽ trộn các loại hỗn hợp lại với nhau hoặc chúng ta sẽ ngâm các loại hỗn hợp trong nước ngâm. Bước cuối cùng cũng là bước trình bày món ăn, trình bày sản phẩm lên dĩa sau khi mà chúng ta đã hoàn thành. Cuối cùng chúng ta sẽ có phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt. Trong phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt này thì chúng ta sẽ có 3 phương pháp như sau. Đầu tiên đó là phương pháp làm chín trong nước. Thì trong nước chúng ta sẽ có phương pháp luộc.
Em nhớ luộc là làm chín mềm thực phẩm trong môi trường nhiều nước với thời gian phù hợp. Thời gian luộc thực phẩm động vật thường sẽ lâu hơn thời gian luộc thực phẩm thực vật. Cô ví dụ các món luộc như sau: thịt heo luộc hoặc rau muống luộc. Còn đối với phương pháp nấu, nấu là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước có nêm gia vị vừa ăn. Thông thường thì chúng ta sẽ có thể nấu thực phẩm chín nêm hoặc luộc và chúng ta kết hợp các nguyên liệu động vật và thực vật và chúng ta sẽ nấu chung với nhau. Ví dụ như là cà ri, canh chua nấu cá lóc, v.v. Còn đối với phương pháp kho, kho là làm chín thực phẩm trong lượng nước vừa phải, với vị mặn đậm đà, tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn. Thông thường món kho sẽ chỉ sử dụng những thực phẩm từ động vật là chính. Ví dụ như thịt kho, cá kho, gà kho, v.v. Chúng ta sẽ đi vào phương pháp chế biến thứ hai, đó chính là phương pháp chế biến trong môi trường chất béo. Thì chúng ta sẽ có 3 phương pháp. Phương pháp đầu tiên đó chính là phương pháp rán, hay có tên gọi khác là chiên. Đây là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường chất béo khá nhiều, đun với lửa vừa. Thực phẩm sau khi tẩm ướp gia vị sẽ được chiên chín vàng đều các mặt. Ví dụ như chúng ta có chả giò chiên hoặc gà chiên hoặc cá chiên, vân vân. Phương pháp thứ hai trong môi trường chất béo đó chính là phương pháp xào. Xào là phương pháp làm chín thực phẩm với lượng chất béo vừa phải, đun với lửa to trong thời gian ngắn. Trong khi mà các em xào thì người ta sẽ nêm gia vị cho vừa ăn. Ví dụ một món xào như là rau muống xào, cải thìa xào, vân vân. Phương pháp cuối cùng trong môi trường chất béo đó chính là phương pháp rang. Rang là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường ít chất béo hoặc không có chất béo, đun nóng với lửa vừa. Trong thời gian rang thì người ta sẽ nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Tuy nhiên với một số món rang từ các loại hạt hoặc đậu thì khi đó chúng ta sẽ không sử dụng chất béo. Cô ví dụ là rang không chất béo như có rang hạt dẻ, rang cà phê, rang vừng hay còn gọi cách khác là rang mè. Rang có sử dụng ít chất béo như cơm rang, bắp rang hoặc tôm rang me, vân vân. Chúng ta sẽ đến với phương pháp thứ ba trong phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt, đó chính là phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của hơi nước và bằng sức nóng trực tiếp của nguồn nhiệt. Cô ví dụ như phương pháp hắt hay còn tên gọi khác là đồ và phương pháp chưng. Đây là các phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của hơi nước. Nước được đun sôi với lửa to để hơi nước bốc lên nhiều, sau đó sẽ làm chín thực phẩm. Tùy theo loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng trong phương pháp hấp thì thời gian làm chín sẽ khác nhau. Còn đối với phương pháp nướng thì đây là phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của nguồn nhiệt. Thực phẩm sau khi được tẩm ướp gia vị thì sẽ được nướng chín đều các mặt. Ngày xưa thì chúng ta sẽ có phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa, như chúng ta dùng than để chúng ta nướng. Ngày nay thì tiên tiến hơn thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nướng thông qua các bếp nướng sử dụng bằng điện. Đó là các phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt mà các em đã học. Mà chúng ta đã nhắc lại các kiến thức trong chương 1 và chương 2, thì về nhà các em xem và làm trước cho cô các câu hỏi ôn tập trong đề cương. Trong đề cương cô đưa ra sẽ có 60 câu trắc nghiệm.
thì các em làm cho cô những câu trắc nghiệm đó vào trong tập của mình. Sau khi làm xong thì các em hãy so sánh với đáp án mà cô đã để ở trang cuối trong đề cương, xem mình đã làm được đúng bao nhiêu câu. Sau khi các em hoàn thành thì các em nên làm đi làm lại nhiều lần để các em có thể nhớ được các câu hỏi trong đề cương, để chúng ta có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ sắp tới. Cô chúc các em có một kỳ thi diễn ra tốt đẹp và đạt được điểm cao. Cô cảm ơn sự theo dõi và chú ý lắng nghe của các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.